Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay như các bạn đang thấy ở trên tay tôi đây, đó chính là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu IWC, một thương hiệu có hơn 150 năm tuổi và là một trong 10 thương hiệu lớn nhất trên thế giới. Cũng như khi nhắc đến IWC thì đa phần chúng ta sẽ nghĩ đến những chiếc đồng hồ Pilot rất là nổi tiếng. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn không phải là thuộc bộ sưu tập Pilot hay là phi công, mà là một chiếc đồng hồ đến từ bộ sưu tập Portuguese. Thì bộ sưu tập này được lấy tên từ hai vị doanh nhân người Bồ Đào Nha đến đặt hàng IWC vào những năm 1930. Những chiếc đồng hồ có cái đường kính lớn và sở hữu một cái độ chính xác rất là cao. Chiếc đồng hồ này các bạn có thể thấy được là với những cái phiên bản đầu tiên năm 1930, nó vẫn còn giữ được nguyên những DNA với đường kính lớn này. Chiếc đồng hồ này có đường kính là 44,2mm và dày 15mm, khá là dày. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc đồng hồ này rất là phức tạp với nhiều tính năng, đặc biệt nhất đó chính là lịch vạn niên. Thì chiếc đồng hồ này các bạn có thể thấy lớp vỏ là bằng vàng trắng, rất là nặng. Nó cầm như này chúng ta sẽ thấy được một cái độ nặng rất là đầm tay đó. Chiếc đồng hồ này có một cái độ hoàn thiện rất là cao với phần tay càng đánh bóng, vành bezel đánh bóng và phần thân thì được mài xước, chải xước rất là đẹp, đúng không ạ? Rất là đẹp. Đó. Nếu mà nhìn từ góc độ này thì chiếc đồng hồ phải nói là perfect, 10 điểm, rất là ôm tay. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Tiếp đến đó chính là mặt sau của chiếc đồng hồ. Hoàn toàn là kính sapphire để chúng ta có thể nhìn được vào cái khu máy phức tạp bên trong. Khóa của chiếc đồng hồ hoàn thiện rất là tốt, với dạng là đây là khóa gập, rất là tiện lợi. Chúng tôi có thể nói ngắn gọn là rất là tiện lợi so với khóa đơn bình thường. Độ hoàn thiện của cái khóa này cũng rất là cao, với cái logo rất là đẹp ở ngay chính giữa. Bên cạnh là được mài xước, chải xước. Độ hoàn thiện là cao. Phần này là được đánh bóng này. Đó, như các bạn thấy, được đánh bóng. Trong thì lại được mài xước kết hợp. Và đây là các cái dấu chuyện phổi vàng, dấu chuyện đầu chó, dấu chuyện vàng, vân vân. Một cái khóa mà đem lại cho tôi khá nhiều cảm xúc. Đây chính là cái mặt số của chiếc đồng hồ này. Thì các bạn có thể nhìn thấy mặt số của chiếc đồng hồ này, nếu mà để mà nói là khá là rối mắt. Tuy nhiên rất nhiều người thích cái sự rối mắt này, vì cái sự rối mắt này nó đem đến cho chúng ta một cái cảm nghĩ đó là một chiếc đồng hồ phức tạp. Như các bạn đang thấy thì nền mặt số là màu xanh và các cái chi tiết được làm nổi lên như là cọc số với cái chữ số là chữ số Ả Rập, chữ số học trò, bằng vàng trắng đương nhiên rồi. Các cây kim cũng vậy thôi, cây kim dạng lá hay còn gọi là leaf. Góc 12 giờ đó chính là hiển thị lịch tuần trăng. Góc 6 giờ đó là hiển thị tháng. Đồng hồ bên tay trái góc 9 giờ là kim dây rốn, kim dây nhỏ và hiển thị thứ. Ở bên tay phải đó chính là thời lượng chữ cót và ngày. Đặc biệt là ở khung góc từ 7 đến 8 giờ là một ô lịch năm hiển thị 4 số. Rất là phức tạp. Và đây một cái đĩa lịch thế kỷ 21 này, 22 này. Thì chúng ta phải sang thế kỷ 23, 24 và 25 thì chúng ta, các bạn hãy cầm cái đĩa lịch này đem đến cho Gia Bảo hoặc là IWC để thay cho cái chiếc đồng hồ lịch vạn niên này các bạn nhé. Và đây, đây chính là mặt sau của chiếc đồng hồ. Các bạn có thể thấy được mặt sau của chiếc đồng hồ với cái rotor. À, đây là một chiếc đồng hồ tự động chứ không phải là lên cót. Thời lượng cót lớn như vậy thì IWC có máy cái caliber có thời lượng cót lên đến 8 ngày. Nhưng đây là một chiếc đồng hồ tự động thì thời lượng cót nó giảm đi một chút là 7 ngày. Rotor rất là đẹp với cái biểu tượng IWC Probus Scafusia. Đó, dấu chuyện logo thương hiệu. Caliber này thì có tên là Caliber 516.14. Thời lượng cót đấy, như tôi cũng đã vừa nói vừa nêu là 7 ngày. Có nghĩa là một tuần lễ. Các bạn có thể đeo một lần và các bạn đi chơi nguyên tuần luôn, về đồng hồ vẫn chạy. Cảm giác rất là thích. Chiếc đồng hồ đang ở trên cổ tay tôi thì cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn với chu vi là gần 17 cm.
tôi thấy là khá là đẹp và tôi thích cái phong cách của chiếc đồng hồ này, rất là phức tạp và tôi thích gì phức tạp đó. Vàng trắng mặt xanh quá tuyệt vời đó. Khi nghiêng ở góc này thì chúng ta thấy được chiếc đồng hồ phải nói thật sự là rất là cuốn hút, đúng không ạ? Vâng, và đây là cuối video này rồi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Jabra Luxury. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.